Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục bảo dưỡng một mẫu FC số 6 cho nhà chị Bích Ngọc, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là mẫu FC số 6 khi đã được bảo dưỡng. Đấy, đây là tổng quan trên ghế. Còn chị thì hiện tại chị đang bận khách nên là sẽ không tham khảo ý kiến của chị được. Rồi, xin phép kết thúc video đây.